Rồi, hello mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cặp Kawasaki gọi là được hot hiện giờ. Gọi là cũng giá cũng ngon, vỏ rẻ. Bên tay trái là một cặp màu đen luôn nha mọi người. Màu cam đen. Màu cam đen với này là bạc đen gì đó. Hai cặp này là bị số tỉnh luôn, nhưng mà gốc thành phố. Anh em là xăng trên toàn quốc thì thuế chỉ có 1% thôi. Đó, còn bên tay trái này là con Z800 đăng ký 2015. À đúng rồi, cặp này 25 luôn, 25 thì có màu cam. Đó, cái bên tay trái là con Z800. Đó, con này giá là 151.800.000. Xe cực kỳ, hai xe cực kỳ ken cọp luôn. 151.800.000 nha, đăng ký 2015 nha. Đó. Rồi, con bên phải này là con Z1000 thành thánh 2015 luôn. Con này là giá là 235.800.000. Cực kỳ đẹp luôn, được không? Ken sa beng. Ngoài ra bên em còn mà chiếc Z8 màu trắng với màu xanh lá cây nữa. Rồi Z1000 có màu xanh lá cây luôn. Đó thì mấy chiếc xe đó như em có quay rồi hay sao đó. Thì đầu tiên để em quay cái chiếc này cho mọi người xem đã nha. Mấy chiếc kia thì có thể mọi người xem cái clip trên đó, hoặc là ít bữa đó em quay. Tại vì nhiều xe quá quay không kịp luôn. Đó, xe về nói chung là về thường xuyên hàng ngày luôn. Ngày nào cũng có xe về hết. Đó. Để phục vụ anh em. Rồi bây giờ em quay trước là con Z1000 cho mọi người xem nha. Đây, thấy không? Cực kỳ ken cọp luôn. Cặp đèn 4 cái bi cầu, cốt pha bi cầu nha. Đây, để em mở cho mọi người xem. Đó, bô quá êm luôn. Bô zin bắp bỏ bầu nha mọi người. Đó, bô zin bắp bỏ bầu. Quá êm luôn à. Nghe tiếng là cực kỳ uy lực rồi. Giá quá ngon, bộ rẻ luôn, 235.800.000 đang ngửa con CB650 hiện tại giờ đây. CB650 hiện tại giờ đây. Đó, đang cạnh tranh, gọi là hai đối thủ cạnh tranh nhau á. Anh em nào thích sự sang chảnh thì cứ đi Z1000, còn muốn hiền lành thì đi CB650 nha. Nè, quá đẹp luôn, mọi thứ là còn ken cọp hết. Không có gì để chê hết nha. Con này đúng là đẹp, đúng đẹp luôn. Nè, đó. Mọi người thấy không? Nhìn lớp sơn nè, quá đã luôn, màu nè, sáng bông chuột nè, phuộc nè, quá đẹp luôn. Đĩa mọi người thấy không, đĩa thắng băng nè, ken cọp luôn. Đó, mọi thứ là còn ok hết nè, quá đã luôn. Chống độ bên trước nè, phuộc showa nè. Đó, đĩa thẳng nè. Ốc tán mọi người thấy không, ốc tán con nào con ấy ken cọp hết. Lên jacket nước, chống độ lốc máy, chống độ khung. Rồi chống đổ bô luôn, nói chung tùm lum tà la chống đổ luôn. Rồi che bảo vệ FI. Rồi nắp nhớt, bảo vệ lốt sườn, nó cũng là nhiều đồ chơi, cũng khá khá đồ chơi. Nhưng là những đồ chơi cơ bản của Z1000 này, con này có đầy đủ hết. Không, quá đẹp luôn, sườn bọng này kia là còn đẹp hết nè. Người thấy không, nhìn lốp sơn nè. Đó, sơ gương được luôn mọi người. Quá kỹ, chủ xe dán cho em chùm, em mới lột luôn. Đó, biển số 79 Nha Trang, thành phố Nha Trang. Thấy không, quá đẹp luôn. 79 là tỉnh Khánh Hòa nha mọi người, nhưng mà xe này là ở thành phố Nha Trang chứ không phải là ở huyện hay gì nào đâu. Thấy không, mọi thứ là còn đẹp hết nè. 235.800.000 nha mọi người. Ủy quyền rút hồ sơ sang tên này kia đều ok hết, tùy mọi người thôi. Lên là đèn hậu tích hợp xi nhan nè. Rồi ba biển số, biển số đẹp nè, 01013, quá đẹp luôn. 79 nữa, 79 thành tài nữa, 79A1 01013, quá đẹp luôn. Vỏ zin, lớp sơn nè, quá đẹp luôn mọi người. Lớp sơn quá đẹp luôn. Có lên đồng hồ báo số đó nha mọi người. Đó, lên đồng hồ báo số đó nè. Cái dòng Z1000 này thì chỉ có là hình như không lầm thì có 27 mà đặc biệt thì mới có báo số thôi, còn lại là không có báo số. Tại hồi xưa em có chạy bản đặc biệt lần rồi, thì phục bản đặc biệt thì khác là phục Olin để heo Rambo này kia thôi, còn lại động cơ với lại mọi thứ là như trang nhau thôi, tại vì thành thánh mà. Thì hồi đó em mới chơi mô tô cũng chơi chiếc đó thôi. Đẹp, kiểu dáng đẹp, bô hai bô cực kỳ ngầu luôn. Anh cặp bô vậy. Đây mọi người nhìn thấy nhau này không, nhìn cặp bô nó cân đối xe nhìn đã ghê không, rất nghe thành thánh mà. Đó, lớp sơn này người thấy không, nhìn là mê lên.
25 tới giờ nè, quay đâu càng cọp tới đó luôn nha mọi người, thấy không? Sáng chân cổ bồ và mọi thứ nè, chống độ lục máy nè, đó, bảo vệ nè, không, quá đẹp. Tán nè mọi người, thấy không? Quay phía trong luôn, ốc tán sáng chân luôn, đó, nhìn quá đã luôn mọi người, thấy không? Nhìn nó có ốc nè, sáng chân luôn. Là biết cái xe càng cọp chạy nhiều hết rồi nha, miếng giá buin báo số nè, cùng công tắc mọi thứ là vẫn còn đẹp hết đây nha mọi người, đó, mọi thứ vẫn còn hoạt động đầy đủ hết, ok hết. Kiến gù rồi, Z1025 màu cam đen, giá 235.800.000. Anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em nha. Đứng kế bên cạnh Z800, một chiếc 4 máy ngon bộ rẻ. Rồi bây giờ xong chiếc Z1000 nha, bây giờ em quay qua chiếc Z800 cho mọi người. Rồi, mọi người để em xíu để em ve ra cho rộng. Đây Z800 đăng ký 2015 luôn, cũng gốc thành phố luôn, thuế 1%. Đó, thấy không? Quá đẹp luôn, nhìn quá keng cọp luôn mọi người, thấy không? Đó, về bọng phuộc này kia là mọi thứ là còn đẹp, ok hết nha. Chống độ bánh trước nè, ốc tán, ốc inox Saraya nè, đĩa thẳng băng mọi người, thấy không? Đó, đĩa thẳng, có đèn chợ sáng nè, tay côn CRG nè, không biết tay xịn hay dởm nhưng mà em nghĩ chắc nó xịn, nó thấy nó bóp vô em rua, em bóp một con tay nhẹ nhàng luôn nè, chứ dòng Z8 nó bóp hai con tay cứng cứng ngắc luôn mọi người nha. Nhưng mà em thấy này bóp một con tay luôn nè. Đó, quá đẹp luôn. Đó, thấy không? Đó nè, giờ áo là soi gương được luôn. Con này giá 800 nha, chỉ có 151.800.000 thôi. Quá ngon, bộ rẻ cho một con 4 máy, cực kỳ sang chảnh, uy lực. Cảm thấy em như chiếc này so với chiếc 9, em thấy cái hơi nó mạnh hơn so với chiếc 9 đó. Cảm nhận như thôi nha, còn ra ngoài thì em chưa thử nữa, tại vì chiếc 9 này mới ra đây là xe Thái Lan, có thể không ngon bằng mấy xe đời trước. Quá đẹp luôn mọi người, chỉ 151.800.000 thôi. Anh em nào có nhu cầu giao lưu trao đổi xe thì cứ alo trực tiếp cho em hỗ trợ giao lưu trao đổi xe hết, lên ốc titan nè, chợ sáng này kia có hết nha. Đó, tụi em rửa dọn sạch sẽ trong ra ngoài rồi, anh em mua về chỉ việc đổ thêm xăng và dậy thôi, nhớt thì tụi em có tặng kèm, con nào mà cũ quá thì tụi em thay, chứ con nào mà còn mới thì tụi em tặng thêm nhớt nha. Đó, bô zin nha mọi người, bô zin này như bô móc á, bô zin móc, anh em đỡ phải ngại công an nha. Nè, đĩa thẳng băng nào, thấy không? Đĩa thẳng nè, quá đẹp luôn, bô zin mà móc rồi anh em vẫn đỡ ngại công an hơn so với là bô độ. Nhìn từ xa xa từ bô zin này công an nó sẽ có thể bỏ qua xíu, châm trước rồi là châm trước á. Đó, mọi người nghe không? Bô quá hay luôn, không cần phải đi bộ độ gì phí tiền. Đó, không cần phải đi bộ độ chỉ cho phí tiền nha. Đó, Kawasaki Z800 nha mọi người. Đó, rồi anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp giùm em. Đẹp luôn ha, màu cam đen Z800 2015 giá 151.800.000, lên cũng được khá khá rồi, chơi kính chắn gió đó nè. Đó, cặp đèn chợ sáng rồi, cái lò đèn chợ sáng mới là cặp đèn.
giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình thì mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu dàn áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, giới thiệu xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á, thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt mô tôn với là phúc cô liên nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó, tìm mô tô Thủ Đức, ok nha mọi người. Đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lướt. Đó, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người. Thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em, rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Emboss nè, có 3 hình thức trả góp nè, trả góp qua Emboss. Thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu, rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy 2 máy 1 máy 3 máy này kia có hết nha, từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1 triệu mấy 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người.
Đó, gần cả trăm chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ, mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2 3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều, lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới mình xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.